Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 8, công an tỉnh Lai Châu thông tin đã bắt thêm 3 bị can trong vụ nổ mìn tại thủy điện Nậm Cấu, xã Buôn Tở, huyện Mường Tè, làm 2 người thương vong vào ngày mùng 9 tháng 8. Cụ thể, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ xảy ra tại công trường thi công hầm số 3, thủy điện nậm cấu căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ và quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can đây là những người không có đầy đủ các giấy tờ pháp lý theo quy định nhưng đã liều lĩnh bất chấp quy định của pháp luật tiến hành nổ mìn tại hầm thủy điện nậm cấu ba bị can bị bắt là SSS sinh năm 1996 hộ khẩu thường trú tại xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. T.A.Q. sinh năm 1968 và TTC sinh năm 1971 cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Hồ Nguyên, huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt TQZ, phó giám đốc và HZT thủ kho về hành vi vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Sau khi vụ án xảy ra, Dê đã chỉ đạo người xóa dấu vết hiện trường, dặn công nhân khi cơ quan chức năng làm việc sẽ khai nạn nhân tử vong do bị xét đánh. Đồng thời, Dê chỉ đạo làm giả hồ sơ nổ mìn, làm văn bản né tránh trách nhiệm, ghi thêm hộ chiếu nổ mìn để đối phó với cơ quan pháp luật, gây khó khăn cho công tác điều tra. Còn TAQ và TTC được Dê giao thi công và quản lý tổ công nhân sử dụng vật liệu nổ đào hầm số 2, số 3. Còn SSS là người trực tiếp nhận thuốc nổ từ dân. Như vậy, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can trong vụ án này và đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Trước đó, tại dự án thủy điện Nậm Cấu đã xảy ra tai nạn do mìn phát nổ đột ngột, khiến anh CZ tử vong, anh TDH bị thương nặng